Bảy gắn miền quê xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình qua màn ảnh nhỏ ha. Hai anh em vừa tới chỗ rồi thì bắt đầu ổng mưa tới luôn. Mà nói vừa tới chỗ gì, lúc sáng thì hai anh em đi cũng sớm. Hello các bạn, mình là Tiến. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay trời mưa, mình với anh Út về dầm mưa đi thăm các bạn. Rồi rồi, đi mưa ghét vô bụi chuối đằng anh Đục. Như ở đây thì Út có một bẫy. Cái lúc hai anh em đi thì cũng sáng lắm cô chú anh chị. Nhưng mà đi rồi xong xuôi cái ông làm đám mưa hay quá hớp. Hai anh em ngồi nấp quán. Giờ này tới chỗ thì cũng là 11 giờ rồi. Lúc trước cái bẫy này thì nằm bên góc bên đó đó. Cũng dính được mấy con. Cũng dính được mấy con nhưng mà sao có dấu hiệu bị thâm rồi Út về qua bên đây. Rồi cái này thì chuột hư bà con ơi. Em nó thăm cái bẫy bên kia, rồi em nó mình qua mép bên này mình thăm cái bẫy của mình. Nước có ngập không để em biết. Hồ lú lú cái xanh xanh nữa nè. Cái nền chỗ này mình cũng dính được mấy con. Hôm nay chuyển qua chị đặt lương hết rồi. Cái này ngập nước bà con ơi. Khu này Út mới chạy nền chiến trước, chiến vừa rồi 3 cái được 3 con. Nhưng hôm nay đi vô cầu bộ, mấy cái bẫy của mình lành ít dữ nhiều nè, ta dọn trong lỏng hết trơn. Còn cái giỏ này thì của em đó. Em nó đi qua tuốt bên góc bển nè. Đó, ngồi lùm gùm ở đó kìa. 3 cái 3 con chiến kỳ này. Dạ. Chiến kỳ này để coi 3 cái này có còn được con nào hay là không. Ồ cái này vô mảnh bà con này. Ôi ôi con hồ hành. Đây nè cô chú anh chị. Giờ mà không thấy cái đầu kia luôn, phê quá. Giờ em nó lại đây rồi, Út nhờ em nó bắt ngắn ra. Ôi ôi nhìn mà nó phê. Nhìn mặt mình nè, hai đi trà sữa. Đây thì cũng như mọi khi ha, chuột lưới dưa leo và hai túi lưới nha. Mày đây nè. Nè. Vô bẫy tao không, vô bẫy ống là. Ôi anh em mà cũng ai cũng vậy. Hai đi trà sữa 30.000 của tôi rồi. Thăm chưa có con rắn đâu mà tốn 30.000. Không bắt con, ra đi. Còn 800 gram luôn. Ôi hết có biết. Phê nha. Nè tí, tôi lưới nè. Mà rùa với cái tàn. Xíu này xíu rùa. Ôi vô con này. Tươi gối nha cô chú anh chị. Và tiếp theo bên đây một bẫy. Và tuốt ở trong một bẫy nữa cô chú anh chị. Bẫy này không biết có lú ra không đây. Tại vì chiến vừa rồi Út đặt. Đâu rồi. Tao mới phát cỏ nhìn chỗ nào nó cũng như chỗ nào. Đây. Chút xíu nó đạp luôn thì chi gì nữa. Dạ. Ủa. Thấy nó cũng nặng mà sao con chuột mình còn líu lo chẳng vậy. Cái này phát lương bà con ơi. Ở đây mình còn một bẫy nha. Cái bẫy cuối cùng của khu này. Cũng như Út nói hồi nãy đó thì chiến vừa rồi 3 bẫy này thì chạy được 3 con. Sao đây? Ôi. Cái này hình như Út thấy không xong hả vừa. Lúa còn nhưng mà chuột hư rồi cô chú anh chị. Chiến vừa rồi thì Út có chạy nền vô trong cái khu này là 37. Mong rằng 3 cái bẫy này hôm nay thì cũng có hiệu quả ha. Còn như hôm nay thì trong quá trình Út đi thì cũng có mưa. Nếu như mà có mờ, có khó xem gì đó
cô chú anh chị mình xem thông cảm cho Út. Út xin chân thành cảm ơn. Bảy thì còn. Bảy còn, chuột cũng còn luôn. Ba cái đầu tiên thì còn chuột ha. Còn cái bảy thứ hai thì đi lại hôm nay thấy người ta dọn tiêu hết trơn rồi. Nhưng mà không biết, quan trọng là cái bẫy của mình nó còn hay là không thôi. Mình thuộc đến năm đâu ta? Bên đây hay là bên đây? Ở bên đây. Đây thì ba cái gai cơ mà. Mưa thì ông nhiễu bình bịch. Dạ. Ồ, nhưng mà ông thấy có phân nha. Phân trên đầu hôm đây. Ok. Đó. Nhưng mà cũng nhẹ bà con ơi. Ừ, cũng được, con hô hành. Đây thì giờ Út nhờ em nó bắt ra luôn. Em nó cũng mới dính được một con. Bự quá ha. Ừ, chắc 8-9-10 lạng gì đó. 8-9-10 lạng ăn cái sữa nè. Nãy phải giao ai dính gắn nhiều chung cả sữa rồi kìa. Ồ, con này cũng khá khá nha. Ủa lên con em chút. Vô túi, ba cái bẫy mới chị nè hình. Cái đầu thì còn chuột, cái thứ hai thì được một con. Còn cái thứ ba thì để coi như thế nào. Ở đây thì cũng sát nhà luôn. Hổng gạo chơi chiến thật cũng đặt gần nhà người ta không à. Cái bẫy nó nằm đâu dưới này. Đúng rồi. Mới sọt sọt cái cây xuống nghe cái cụp. Bảy thì còn rồi đó, nhưng mà quan trọng đồ đạc như thế nào thôi. Chuột vẫn còn. Hôm nay hai anh em Út đi tới đâu thì mẹ đen kéo tới đó. Em đang đi mấy anh bệnh, mình đi mấy bên đây. Bên đây thì Út còn có 2 bảy thôi. Chuyến vừa rồi mình rút hết 1 bảy đó cô chú anh chị. Có người cũng có dính rồi thôi rút luôn. Cái này chuyến vừa rồi thì cũng có đồ, nhưng mà đụng với vỏ xi chuột em nó chịu không nổi. Chuyến kỳ này, chuyến kỳ này thì tới em nó không xong. Cái này chuyến kỳ trước thì mình dính hổ đây. Vừa rồi thì cũng được con hô hành. Cái chuyến cái này để coi như thế nào. Chứ trước mắt là 2 bảy. Cái bảy đầu tiên thì hư chuột rồi đó. Còn cái bảy thứ hai đi mà nước nhiễu đồm đợp vậy đó. Nắng thì đi không nổi. Trong mưa. Mưa thì đi thì bắt đầu nước nhiễu. Đây nè, Út mới khiều ra cái con nè. Đó. Ê mấy con. Được lấy cái 7 lần nè. Mấy con. Ồ. 2 con bà con ơi. Đây nè, đây 1 con nè. Giờ đây 1 con. Mưa nhiễu đầm đợp. Nhiễu vô cái máy lúc nãy giờ chèn nhẹp hết trơn á. Nhưng mà thôi kệ, cố gắng quay chia sẻ lời cô chú anh chị mình xem giải trí với Út. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Chứ hổm gậy, Út cũng bị tuột đề sức quá rồi cô chú anh chị.
cả đây hai cục cưng. Đúng rồi. Một em. Sao kỳ vậy? Đúng rồi. Ừ. Hai em. Khá là ngon với hai con này nữa ha. Vô túi luôn. Vô túi không vô. Tính lạng ha. Như cái bẫy này ở đây thì vừa rồi mình cũng dính được một con. Chuyến vừa rồi thì em nó xuống thăm. Như chuyến này nó làm biến đi vô rồi. Ngồi chuyện xe. Rút đi vô đây ông thăm. Nước có ngập không? Cái gì cũng được nhưng đừng có ngập là được. Thấy cái bồn chuột mình không xong hay gì thì phải ha. Thiệt mà. Cái này chuột hư rồi bà con ơi. Đây sát mấy đường thì Út cũng có một bẫy. Cái bẫy này chuyến kỳ trước thì mình dính được con hành. Chuyến vừa rồi còn chuột. Nhìn mặt buồn các bạn. Sáng thôi đi đi. Sát nhà ra. Cái nhà người ta thì ở trong đó. Còn mấy đường ở đây. Đừng thăm. Hả? Bự. Thôi kệ. Có còn hơn không. Lúc này thì nó ngay mưa xuống phần này. Lúc này nó ngay mưa xuống là gắn nhỏ nhỏ gì thì chạy khá là mạnh. Còn cái con này thì tránh làm mất thời gian của cô chú anh chị thì một hồi Út bắt ra. Út bắt ra Út khổ quay bà con mình xem thông cảm cho Út ha. Vừa rồi ở trong khu này Út có chạy nền 2 bẫy. Đây 1 bẫy thì trong kia 1 bẫy. Bẫy này khác giấc nhà thôi. Một bên thì cặp đường, một bên thì sát giúp nhà. Bây giờ đặt bẫy vậy không đó. Chưa thấy dấu hiệu gì hết. Ồ, cái này có đồ luôn. Còn sống không? Con chuột thì thấy còn tung tăng đây nhưng mà con rắn thì không biết như thế nào. Ồ, con hô hành khá là to bà con ơi. Này, khá là to nhưng mà gặp vỏ si chuột mình em nó chịu không nổi. Cũng như hồi nãy Út nói thì ở đây mình còn 1 bẫy nữa. Chiến vừa rồi người ta dọn 1 lần. Không đến đổi. Chiến này có bộ người ta lắp luôn hả vừa nè. Thôi nhưng mà hên ta lấy cái bẫy của bà để ra ngoài. Lấy người ta để ra ngoài nha. Mà chuột thì vẫn còn, lúa cũng còn. Vừa bước xuống xe có một cái này chiến vừa rồi thì cũng cứu Út với cái bẫy này. Dính được con khá là khủng. Rồi có phân nữa. Có phân nữa nè. Ý con này khá to chứ. Ồ em này cũng vô đầu bữa đầu. Tiếng ơi bịch lúa mình còn nguyên nè. Lắm. Bắt ra tấp hình. Cái này bịch lúa thì mình khỏi cho. Tại em sơm cho tới chúng 2 lớp á. Thằng này nó đi sát đường đó. Vô túi. 2 lần 8. 2 lần 8, 2 lần 9 gì cũng được, chẳng có là được rồi. Rồi tạm thời thì Út lắp máy bà con ơi. Tại ở đây thì Út ngồi ngay đường luôn. Vậy hiện tại thì đây là cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm hôm nay. Hả?
em xuống thêm bãi đi. Ôi ơi, coi em mũi thính ở trong, em đứng em nhìn mình kìa. Thôi kệ, thăm đại đi. Có mưa mấy hôm nay anh sợ, thường thường là nó ị ngay chân chỗ cái đầu bẫy. Cái bẫy im quá mà vẫn còn chuột. Bẫy im quá mà vẫn còn chuột. Thôi thì bây giờ Út ngồi đây, Út tổng kết chiến lợi phẩm luôn. Ý, hôm nay tính ra hậu hành đẹp đẹp không cô chú anh chị. Chạy cái túi này 20 mấy cái bẫy, khá là ngon. Nhưng mà mình đừng còn khá là khủng ha. Ngon lành cành đào nha. Rồi thì bây giờ cũng cho anh em Út xin kết thúc clip ở đây ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau.